Thưa quý vị và các bạn, cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam thể hiện niềm tự tôn dân tộc, yêu đất nước Việt và góp phần phát triển kinh tế nước nhà. Trong gần 6 năm qua, đã có hơn 190 chuyến hàng Việt về nông thôn, giúp người dân trong tỉnh tiếp cận nhiều hơn, sâu rộng hơn với hàng Việt. Qua thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, người Việt đã nhận thức rõ hơn vai trò, lợi ích kinh tế mang lại trong tiêu dùng hàng Việt. Thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, Hậu Giang đã thành lập ban chỉ đạo cuộc vận động, trong đó Mặt trận Tổ quốc và Sở Công Thương là hai đơn vị chủ lực. Xác định tuyên truyền là yếu tố quan trọng để cuộc vận động đi vào đời sống người dân. Hơn 5 năm qua, ban chỉ đạo đã tổ chức lồng ghép tuyên truyền sâu rộng với hơn 23.500 cuộc, có khoảng 480.000 lượt cán bộ, đoàn viên, hội viên và người dân tham gia. Qua các cuộc tuyên truyền đã dần thay đổi nhận thức của người dân. Chúng ta dùng hàng Việt theo tinh thần chung là chúng ta cũng thể hiện cái lòng yêu nước, mà nó cũng thể hiện cái lòng tự tôn dân tộc, tức là mình sẽ sử dụng hàng Việt để góp phần cho cái ổn định giá cả thị trường của nước ta. Mà đây cũng là một cái nét văn hóa trong vấn đề tiêu dùng. Thì tất nhiên thì cái cuộc vận động này thì đối với Mặt trận Tổ quốc thì nó có, chúng ta cũng có lồng ghép trong thực hiện cái nội dung của cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa của dân cư, cũng như trong cuộc vận động ngày về nghèo thì hoặc là trong cái ngày hội đại đoàn kết toàn dân vào dịp 18 tháng 1 hàng năm thì chúng tôi cũng có kết hợp tuyên truyền xung quanh về cái cuộc vận động này để người dân người ta cũng có điều kiện, người ta cũng hiểu được. Không dừng lại ở việc tuyên truyền hình thức mà từ năm 2009 đến tháng 7 năm nay, ngành công thương đã tổ chức thực hiện được 14 cuộc hội chợ cấp tỉnh, 9 phiên chợ chuyên đề về hàng Việt và hơn 190 chuyến bán hàng lưu động với hơn 3.900 gian hàng của trên 2.100 lượt doanh nghiệp tham gia, thu hút trên 980.000 lượt khách, tổng doanh thu vượt trên 142 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh cũng tổ chức trên 50 cuộc hội chợ thương mại tổng hợp có quy mô cấp huyện, xã, tổng doanh thu đạt 40 tỷ đồng. Trong các cuộc hội chợ, chuyến hàng về nông thôn này luôn có các doanh nghiệp tiêu biểu trong tỉnh. Nổi bật có công ty mía đường Cần Thơ Casuco. Doanh nghiệp này luôn xác định thị trường trong nước là trọng tâm, nên đơn vị rất chú trọng ưu tiên quảng bá sản phẩm trong nước. Chúng tôi thời gian vừa qua là chủ động để làm cái trung gian để kết nối cung cầu hàng hóa của doanh nghiệp Hậu Giang, đặc biệt là hàng nông sản để sản xuất ra, làm cái cầu nối đưa hàng của doanh nghiệp Việt Nam, nhất là cái nông sản đưa vào siêu thị, cũng như là giới thiệu những cái hình ảnh cái hàng hóa của Việt Nam qua cái hàng nông sản mình thì vô với những cái trung tâm thương mại, cũng như là kết nối cung cầu giữa cái tỉnh đồng bằng sông Cửu Long như của thành phố Hồ Chí Minh, để qua đó phải quảng bá được cái nông sản của Hậu Giang nhiều trên cái thị trường, và đồng thời là có điều kiện để người tiêu dùng của cả nước nói chung và Hậu Giang nói riêng là biết đến nông sản của Hậu Giang, và qua đó thì góp phần để tiêu thụ hàng nông sản của Hậu Giang chúng ta ngày càng nhiều hơn. Đối với sản phẩm mía đường, sản phẩm đường của công ty cổ phần mía đường Cần Thơ thì thị trường tiêu thụ chủ yếu là thị trường trong nước, đặc biệt là khu vực đồng bằng sông Cửu Long và thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay thì đối với người tiêu dùng khi sử dụng cái hàng sản xuất trong nước, nó có những cái thuận lợi. Thứ nhất là về cái chất lượng sản phẩm thì chúng ta biết được, chúng ta kiểm soát được. Cái thứ hai nữa là doanh nghiệp trong nước là những doanh nghiệp đóng góp nhiều cho quốc gia. Do đó thì khi sử dụng sản phẩm trong nước thì cũng chính là người tiêu dùng thông qua cái việc tiêu dùng sản phẩm đó đã góp phần cùng với doanh nghiệp đóng góp những cái khoản cho ngân sách của nhà nước, đặc biệt là các cái loại thuế đối với sản phẩm. Bên cạnh tuyên truyền vận động và đưa hàng về nông thôn thì hệ thống bán buôn, bán lẻ hàng hóa cũng là nơi quảng bá đắc lực cho hàng Việt, cung cấp hàng Việt đến tay người tiêu dùng. Đơn cử như hợp tác xã này đã đồng hành với hàng Việt 25 năm nay, 95% mặt hàng trong kệ hàng hóa là hàng Việt. Mỗi tháng, chuỗi hơn 70 siêu thị của hợp tác xã Sài Gòn đều dành thời gian khuyến mại cho các mặt hàng Việt để người mua được tiếp cận và quen với sản phẩm. Mỗi năm thì đơn vị này lại dành riêng một tháng cho tự hào hàng Việt và hơn 40 đợt đưa hàng Việt về nông thôn. Chính nhờ uy tín chất lượng từ các cửa hàng phân phối cũng giúp người tiêu dùng an tâm hơn, tin tưởng hơn bởi chuỗi siêu thị này có những nguyên tắc nghiêm ngặt khi đưa hàng hóa vào chuỗi của mình. Theo những thời gian qua, theo đánh giá thì với hàng Việt của mình, những năm qua thì cái mức độ về chất lượng sản phẩm, về mẫu mã, về giá cả cũng giống như cái sự đón được nhu cầu của người khách hàng á, thì các nhà doanh nghiệp sản xuất trong nước họ đã nắm bắt được phần đó. Thì cái hàng hóa của mình thì về cái mặt độ, cái mức độ mà chất lượng thì chắc chắn là không thua với cái hàng ngoại, và đồng thời càng ngày càng khẳng định được cái thương hiệu uy tín hàng Việt mình trên cái tâm lý chung của người tiêu dùng Việt Nam. Tuy nhiên thì về phía hệ thống Co.opmart á, vẫn có một số cái tiêu chuẩn đặc biệt khi mà đưa hàng vô siêu thị, chứ mình không thể là đưa những cái nhà sản xuất mà họ không đạt yêu cầu. Thì trong quá trình cạnh tranh, những nhà sản xuất nào nắm bắt được nhu cầu sản phẩm và giữ vững được vị trí thương hiệu của mình, và đồng thời đạt được những tiêu chuẩn chất lượng mà bên hệ thống siêu thị đưa ra, thì chắc chắn họ sẽ phát triển tốt và từ đó sẽ có hướng kinh doanh tốt hơn. Còn những nhà sản xuất nào mà không nắm bắt được nhu cầu thì trong cuộc chơi kinh doanh thương trường là chiến trường, thì chắc chắn họ sẽ bị loại bỏ khỏi trong cái thị phần của thị trường nữa. Nếu mà xem xét về cái thái độ thay của người tiêu dùng đối với cái hàng Việt mình, thì theo bản thân tôi đánh giá thì gần như là có sự thay đổi rất là lớn. Họ tin dùng nhiều hơn đối với những sản phẩm mà cái uy tín sản xuất trong nước là một. Cái thứ hai, họ biết được cái nơi sản xuất và họ tự tin khi sử dụng sản phẩm của mình. Còn đối với hàng ngoại thì đôi lúc họ cũng hơi ngại ngần, không biết đó là hàng của nhãn hiệu nào, và đồng thời cái chất lượng sản phẩm cũng không đảm bảo được trong quá trình kinh doanh. Do đó cái chuyện mà về thái độ của người tiêu dùng thì chắc chắn đều là đang có những bước thay đổi cực kỳ lớn trong thời gian gần đây, và sắp tới tôi nghĩ cũng sẽ thay đổi nhiều thêm. Hiện nay phần lớn người tiêu dùng đã chấp nhận và hài lòng hơn với các nhãn hiệu hàng hóa quen thuộc, có tên tuổi, được sản xuất trong nước. Bởi người tiêu dùng đã nhận thấy được những lợi ích về sức khỏe cũng như lợi ích kinh tế khi dùng hàng trong nước. Thì mấy cái loại nào mà tôi xài thường thì nó quen thì tôi mua thường. Còn mấy cái loại tôi không có xài tôi không biết. Ở ngoài thì nhái được không, mình đâu có gành hung đâu, rồi đâu có biết, bởi vì mới vô đây mua. Đặng mà thì tin tưởng thì vô đây mua vậy, chứ còn nếu mà nhận ở ngoài biết thì đâu không biết. Mình người Việt Nam mình xài đồ Việt Nam thì có lợi cho đất nước mình, rồi có lợi nhiều khi Việt Nam mà đâu khi nào hại Việt Nam, phải không? Nước ngoài mình không biết được làm sao người ta biết, người ta có cái ý gì mình đâu biết. Thì đồ Việt Nam thì mình xài thì mình thấy bảo đảm hơn. Mình tạo việc làm cho con em mình, đất nước mình chứ. Ngoại cũng đâu có gì hay cô, nhiều khi nó cũng quá đắt nó rồi, nó dán lui dán tới mình. Người Việt Nam nhiều khi mà cái hộp nó nhãn nước ngoài không mình biết cái gì đâu mà mình đọc, coi như mình mù mờ luôn thôi. Để hàng Việt mình biết để mình, cái ngày sản xuất rồi cái ngày quá đắt thôi, còn hạn mình mua được. Thì nhìn chung thì người Việt Nam mình thì sử dụng hàng Việt Nam mình thì hiện nay thì nó cũng đạt chất lượng, không thua hàng nước ngoài, cho nên mình cần thiết phải sử dụng cái hàng Việt Nam mình để ủng hộ cái sản phẩm của Việt Nam mình, nó có cái giá trị so với các nước trên thế giới. Thì mình người Việt Nam mình sử dụng hàng của mình. Trong xu thế hội nhập sâu rộng như hiện nay, tinh thần đoàn kết, hỗ trợ sản xuất sẽ là chìa khóa thành công cho chiến lược phát triển kinh tế. Người tiêu dùng trong nước vừa là khách hàng, vừa là người buôn bán sản phẩm. Bởi các doanh nghiệp sản xuất hàng hóa lấy nguyên liệu thô từ sản xuất nông nghiệp trong nước. Nếu người Việt không dùng hàng Việt thì doanh nghiệp Việt sẽ không thể tồn tại được. Nguyên liệu thô trong nước sẽ ách đầu ra. Từ đó, kinh tế trong tỉnh, trong nước sẽ đi xuống. Hàng hóa ngoại nhập sẽ tiếp tục ồ ạt tràn vào thị trường Việt Nam. Vì vậy, xài hàng Việt là cách mà người dân tiêu thụ sản phẩm của chính mình làm ra, nhưng thông qua một bước gia công, chế biến của máy móc công nghệ. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay hàng Việt đã có những thương hiệu nổi tiếng, đáp ứng tốt nhu cầu của người tiêu dùng. Trong chuyên đề kinh tế kỳ tiếp theo, phát sóng vào lúc 15h45 ngày 28 tháng 9, chúng tôi tiếp tục đề cập đến thương hiệu tự hào hàng Việt. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi. Đến đây chuyên đề kinh tế xin được tạm dừng. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên trang web của đài với tên miền www.haugiangtv.vn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.